hơn 200 hiện vật gồm các nông cụ lao động, dụng cụ săn bắn, đánh bắt, đồ dùng sinh hoạt gia đình, trang phục, trang sức, nhạc cụ, tài liệu khoa học, trình diễn nghề làm gốm của người Ba Na, nghề nhuộm sợi, dệt vải dân tộc Sơ Đăng đã được giới thiệu trong triển lãm chuyên đề Di sản văn hóa và Sâm Ngọc Linh Kon Tum, báu vật đại ngàn. Thông qua triển lãm, công chúng được hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh Kon Tum. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao hoạt động của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum trong việc đưa di sản văn hóa tiêu biểu giới thiệu đến công chúng. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên Sâm Ngọc Linh, một trong những dược liệu quý, sản vật của núi rừng Kon Tum được giới thiệu tại Hà Nội và được sự ghi nhận của người dân Hà Nội. Những cái sản phẩm như thế này là lần đầu tiên tôi biết, lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Tức là tôi thấy rằng là Việt Nam có rất nhiều những cái báu vật rất tự hào cho các cái dân tộc của Kon Tum nói riêng. Theo ban tổ chức, hiện nay Việt Nam có hai tỉnh Kon Tum và huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam là vùng có cây sâm ngọc linh. Thì Ngọc Hân thực sự là rất là choáng ngợp khi mà ở giữa lòng trung tâm thủ đô Hà Nội lại có thể tái hiện lại một cái không gian văn hóa về Tây Nguyên, về đồng bào, rồi là tái hiện lại cả một khu rừng đại ngàn ở giữa lòng phố như thế này, để có thể sắp tới sẽ là một cái địa điểm mà tham quan du lịch yêu thích của không chỉ những người dân Hà Nội, của những người dân Việt Nam mà sẽ còn cả du khách quốc tế nữa. Chúng tôi đặt ra nhiều cái kỳ vọng sẽ đem đến cho bà con thủ đô cũng như cả nước biết được cái nét độc đáo của văn hóa các dân tộc tỉnh Tum, mà đặc biệt là cây sâm ngọc linh. Nó là một cái có thể gọi là một cái di sản gắn với đời sống trong cái không gian sinh tồn của bà con dân tộc. Nó được người Sơ Đăng phát hiện từ rất là sớm. Thông qua cái nguồn gốc, cái quy trình trồng trọt cây sâm này ở trên cái đỉnh núi ở độ cao hơn 2.000 mét sẽ được giới thiệu để nhiều người dân được biết hơn về cái sâm ngọc linh. Cái sản phẩm sâm ngọc linh thì là đang theo các nhà khoa học thì có rất nhiều cái công dụng cho sức khỏe. Triển lãm chuyên đề Di sản văn hóa và Sâm Ngọc Linh Kon Tum, báu vật đại ngàn diễn ra trong vòng một năm tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Hà Nội. Bên cạnh việc quảng bá giới thiệu văn hóa du lịch, thông qua sự kiện, tỉnh Kon Tum mong muốn giới thiệu đặc trưng văn hóa, thương hiệu các sản phẩm du lịch của địa phương.